Đấy. Đó. Đấy, mọi người thấy không? Nó đánh này, đánh con quái này. Đấy, đang đánh luôn nha mọi người. Ui ôi. Trời ơi. Đây mọi người ơi. Đó, bản menu farm rất ngon nha. Mình đang đánh con này con sát đúng thì phải, nếu mà mình đoán không nhầm. Ok, chào mọi người nha, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Đạt Tagger đây. Rồi thì ở trong cái video ngày hôm nay tiếp tục thì mình sẽ mang đến cho mọi người một cái phiên bản menu đúng nghĩa là VIP luôn nha mọi người, dành cho cái tựa game Lock for Update 20. Thì cái phiên bản menu mà ngày hôm nay trong video này mình chuẩn bị review và chia sẻ đến cho mọi người á. Thì cách đây là khoảng 1-2 tháng trước, thì khi mà mọi người muốn sử dụng được cái menu này thì mọi người phải bỏ tiền ra để mọi người mua thì mọi người mới có thể sử dụng được. Nhưng mà ngày hôm nay thì hiện tại là cái menu này nhưng nó rất là VIP luôn, nhưng mà được một cái là nó đã hoàn toàn miễn phí để cho tất cả các bạn sử dụng rồi ha. Thì cái menu đó là menu gì thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình chạy cái bảng này lên cho mọi người xem. Ok, trời ơi chưa gì thôi là đã bị đánh rồi mọi người ạ. Thì cái menu này mình nghĩ là tất cả những bạn nào mà chơi cái tựa game Lock Food này thì mấy bạn là sẽ rất là thích cái bảng menu này. Tại vì sao? Tại vì nó rất là VIP và đặc biệt là nó có hầu như là full chức năng luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng chạy cái bảng menu đó lên cho tất cả các bạn cùng xem ha. Ok, let's go. Và ok mọi người ơi, thì đây là cái phiên bản menu farm mà ngày hôm nay trong video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Mấy bạn thấy nó tên gì không? Nó tên là Banana Hub nha. Một trong những cái bản menu farm có thể nói là thuộc dạng là menu VIP luôn nha mọi người, thuộc dạng là menu VIP luôn. Hồi trước á, mọi người muốn sử dụng là mọi người phải bắt buộc là mọi người phải mua. Còn nhưng mà bây giờ là hiện tại là nó đã hoàn toàn free rồi nha mọi người. Rồi, thì đối với lại cái bản menu này á, thì cái để có thể lấy được cái sờ VIP á, thì nó hơi khó một tí, bắt buộc là mọi người phải get cây. Thì mọi người get cây xong á, thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái bản sờ VIP cho mọi người luôn, để mọi người copy ha. Rồi thì nói chung cái đường dẫn gách cây thì mình sẽ để dưới phần bình luận game ha. Thì khi mà mọi người gách cây xong thì mọi người sẽ có được cái sờ rip để mọi người vào mọi người chạy cái bản menu này. Rồi thì đối với lại bản menu này thì mình nghĩ là mọi người đã quá là quen thuộc với nó rồi. Nó có hầu như là full chế độ farm. Thì có một cái tab mà mình nghĩ là rất là nhiều bạn đang cần luôn, đó là tab sale event nha mọi người. Cái tab này là dùng để cho những bạn nào mà theo kiểu là muốn sử dụng để có thể là treo những cái sự kiện mới nhất về cái update 20 trong cái Lock Food thì mọi người có thể sử dụng. Đối với lại bản này thì nó nhiều chức năng lắm. Về chức năng farm thì hầu như là full chức năng farm cho mọi người luôn. Chức năng auto farm level, auto farm bone, auto farm capring, farm phong thảo trái, mastery có đầy đủ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái chức năng là auto farm mod đồ các thứ nữa nè. Đấy, thì cái phần quan trọng mình muốn chia sẻ đến cho mọi người trong video này đó là về cái phần tab sale event này. Thì cái này tí mình sẽ test cho mọi người về cái phần tab sale event ha. Mình nghĩ là cũng đang có rất là nhiều bạn quan tâm về cái phần tab sale event này luôn. Rồi, thì đối với lại mà cái phần menu này thì có rất là nhiều chức năng hỗ trợ cho mọi người up top rank V4, V3 rồi cái thứ đó nè. Đó, full chức năng luôn. Hỗ trợ tự động nâng chỉ số. Tab item là hỗ trợ cho mọi người đi làm những cái nhiệm vụ để nhận item ha. Chẳng hạn như là làm nhiệm vụ để nhận Tushita, Yame rồi cái thứ là có đầy đủ luôn nè. Phần tab PVP đấy mọi người thấy không, nó VIP lắm, nó, mình nói với mọi người là nó VIP cực kỳ VIP luôn. Trước tiên thì mình sẽ test về cái chức năng farm level trước cho mọi người xem, rồi sau đó thì mình sẽ test luôn cái phần tab sale event ha. Rồi thì để auto farm level thì mọi người chọn cái phần là level farm thôi, rồi sau đó mọi người tích vào là auto farm. Thì tích vào xong á là nó sẽ tự động cái dịch chuyển mọi người đi ha. Đối với là bản này á thì mọi người sẽ đóng mở được rất là mượt đấy mọi người thấy không, đóng mở được rất là mượt luôn. Rồi thì chắc chắn một cái bản VIP là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người farm đóng mới rồi, thì cái này là mình nghĩ là quá là ok ha. Đây thì nó sẽ tự động nó nhận nhiệm vụ và tự động đi đánh ha, thì đánh rất là ngon. Đây đó mọi người, ủa quái đâu hết rồi, như là quái có bạn đánh rồi mọi người ạ. Đây đó mọi người thấy không, quái ra là nó sẽ tự động nó đánh rất là ngon ha. Thì cái này mọi người đấy, mọi người thấy nó đánh không, đánh rất là ngon luôn. Trời ơi, trong đây có rất là nhiều cái chế độ cài đặt luôn nè mọi người ạ. Rất là nhiều chế độ cài đặt ha. Cái này về mình nghĩ là mọi người tìm hiểu cũng khá là nhiều đó. Khá là nhiều thứ để cho mọi người tìm hiểu luôn. Auto lit đây nè. Có auto lit cho tất cả các bạn luôn nè. Đó, Rinmod FPS low đồ các thứ ngon cực kỳ ha. Rồi, thì về cái phần auto farm thì nó là như vậy. Còn bây giờ là mình đây auto farm nè. Đó, mọi người thấy không? Nó dịch chuyển nó đánh nè. Đấy, đánh rất là ngon luôn nha mọi người. Và không có tình trạng là bị lắc ha. Đó là về phần auto farm. Còn bây giờ mình không muốn farm nữa thì mình chọn vào cái phần sale bet thử nè. Rồi cái phần sale bet này thì sale event chứ. Trong phần sale event này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái để chọn ha. Đầu tiên là select kill này. Cái này là những cái chức năng mà để cho mọi người dùng kill. Đó, sale event là mọi người muốn sử dụng, mọi người muốn nó farm cái nào thì nó mọi người chọn vào. Cái này mọi người cứ để nguyên cho mình đi. Rồi select fan là cái này là chọn người chơi được cái thứ này. Đâu bây giờ mình sẽ tiến hành mình tích vào là auto sale event nè. Đó, mọi người tích vào cái auto sale event ha. Nó sẽ tự động nó treo thuyền luôn. Đấy, nó sẽ tự động nó mua thuyền để nó tiến hành nó đi treo cho mọi người ha. Đó, auto sale event. Rồi có auto tích level thang nữa nè. Đấy, cái này mọi người bật lên luôn. Đó, auto sale event with a fan có nghĩa là theo kiểu là farm sale event cùng bạn đó mọi người. Đó, cái này mọi người farm mình thì mọi người chọn hai cái này thôi. Rồi report đồ cái thứ này, cái này nói chung là nhiều chức năng lắm, có những cái chức năng mà mình cũng chưa có hiểu vô lắm.
À, bây giờ thì trước tiên á là mình chọn hai cái chức năng này để xem coi á là nó dịch chuyển đi farm ra sao nha mọi người. Rồi mọi người ơi, thì hiện tại là đang dịch chuyển mình ra cái thuyền đằng trước này đó. Thì cái này á là những cái chức năng mà theo kiểu là hỗ trợ cho mọi người farm cái sự kiện mới nhất trong cái tựa game Blackwood Black 20 ha. Đó. Rồi hiện tại là vào nè mọi người. Đấy, mình thấy trời tối thui luôn, không thấy cái gì luôn mọi người ạ. À. Đó, nó sẽ đứng ngay thuyền nó treo ha. Đấy, nó sẽ tự động nó làm hết cho mọi người luôn. Việc của mọi người là chỉ cần đứng treo vậy thôi. Thì chừng nào mà những cái con sát hoặc là những cái con Leviathan rồi nó ra đó thì nó sẽ tự động nó đi farm cho tất cả các bạn ha. Này, cái này là chức năng tự động treo nè. Đó. Rồi, rất là nhiều chức năng luôn mọi người ạ. Cái này nhiều chức năng lắm. Có user queue tech shop này nè. Thì nói chung là mọi người cứ bật lên hết cho mình đi. Đó, bật lên. Rồi, melee, select block food. À, rồi thì bây giờ cái việc mọi người là chỉ cần treo thôi. Chừng nào mà quái ra là sẽ tự động đi đánh ha. Rồi mọi người ơi, đây đây đây. Đó, sau khi mọi người treo nè, mọi người thấy không? Quái nó ra nè. Đó, quái ra là sẽ tự động đi đánh nha mọi người. Đấy. Đó. Đấy, mọi người thấy không? Nó đánh này, đánh con quái này. Đấy, đang đánh luôn nha mọi người. Ui ôi. Đây 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 mọi người ơi. Đó, bảng menu farm rất ngon nha. Mình đang đánh con này con sát đúng thì phải. Nếu mà mình đoán không nhầm. Ôi trời ơi, mình sắp đài rồi mọi người ạ. Sắp đài rồi. Dùng chiêu. Ui ôi. Ok, sắp đài thiệt rồi. Đài thiệt rồi mọi người ơi. Ủa con nó đâu rồi? À, khi mà mọi người gần 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 đai á là nó sẽ tự động nó dịch chuyển mọi người lên phía trên để cho mọi người hồi máu lại. Ui, bảng menu khá là ngon nha mọi người. Rồi skill thì mọi người cứ chọn hết cho mình thôi. Đấy, những cái skill mà mọi người dùng nè, đó mọi người thấy nó dùng không? Đây đó. Skill trái á thì mọi người dùng skill nào mọi người chọn nha ha. Z rồi skill trái thì mình sẽ chọn đó, chọn những cái skill. Đấy. Đấy thì nói chung á là về cái bảng menu này thì nó sẽ hỗ trợ cho mọi người treo farm ha. Thì hiện tại là mình đã đánh được phân nửa gây rồi nè. Đó, thì đó là những gì mà trong video này mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay nhớ like và subscribe và nhấn vào chuông ủng hộ cho kênh mình. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều nha. Bye bye.